người đang trong nguy nan mà xem thường. Rồi ngày mai sau chưa ai hơn ai nhớ nhé bạn. Ai có qua cuộc chơi mới hiểu ra sự đời. Cuộc đời ai cũng có những khi cơ hàn thôi. Người bạn thân trong cơn nguy nan ta là ai? Cho tôi xin cảm ơn bạn suốt đời. Còn người cười chế trong cơn nguy nan ta là ai? Thì ta nhớ để rồi một ngày mình đổi khác. Đời có mấy ai không qua nguy nan mới giàu sang? Vì có mấy ai sinh ra trong nhung gấm lụa là ta hãy thương đời ta. Có vươn mình bạn nhé, rồi tương lai mai sau từng bước lên cao. Cuộc sống ganh đua hơn thua giúp ta.